Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe rất quen thuộc với tại cửa hàng bên em. Một dòng xe đến từ thương hiệu của Ý, Java Siluro. Với chiếc xe được trang bị khung nhôm càng carbon. Và tất cả đồ đều nguyên bản, nguyên tin về theo xe. Vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và chiếc xe hôm nay về có màu đen cam đó nhé. Điểm nhấn là vạch sơn màu xanh. Mẫu của Java Siluro này em về rất là nhiều rồi. Đặc điểm nổi bật của chiếc xe này là khung dẹp quá nhé. Có không khí động học, quá đi nhanh hơn. Những mẫu xe cao cấp của hãng Java thì trang bị khung dẹp. Sẽ lướt qua hình thức để mẫu Java Siluro. Các bạn hoặc khi theo dõi kênh của nhà em thì cũng để ý là về rất nhiều dòng xe này rồi, bán rất là chạy luôn nhé, với giá rất tốt, chỉ dưới 10 triệu để sở hữu một chiếc xe khung nhôm carbon, sử dụng cấu hình của Sora. Khung rất là đẹp. Rem sườn. Xe được trang bị rem sườn. Cọc yên dẹp. Và với Java thì luôn đi kèm với phụ kiện của DK. DK là hãng chuyên làm phụ kiện phụ tùng cho Java. Yên nguyên zin lắm nhé. DK và Siluro đây. Model xe. Với 9 tầng lip. Lip của rất là tốt thôi nhé. May ơn nổ. Hoặc bù đây là một xe auto solar. Đây gạt đĩa của Sora luôn các bác nhé. Và đùi đĩa 2 tầng, đùi đĩa trục rỗng của Brohu. Và chủ trước thì dán những cái kem phản quang, có đi đường tối rất nguy hiểm luôn các bạn. Tem phản quang đây. Các bác mua về mà không thích cái tem này thì cũng có thể xé đi. Rất đơn giản thôi. Bộ vành của DK. Nguyên zin theo xe. Thông số vành lốp là 700. 700 như 23C bác nhé. Đây. Lốp rất cơ bản của dòng đua. Bên trên đây phốt ghi đông nguyên zin của hãng DK. Và bộ tay lắc cao cấp của Siluro Sora. Tốc độ và hai tốc độ bên đĩa là 18 tốc độ các bác đều. Phanh 3 mảnh. Đây là vành trước của xe các nhé. Và cả carbon. Có thể thấy carbon carbon này, cả carbon của Java. Đồng bộ cho xe cũng màu cam đen, điểm nhấn là màu xanh. Và qua lá cờ có ba sọc, ba cờ kiểu của nước Ý thôi nhé. Đây
xe offside là 46. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đây đo size của xe. Vâng, xe size 46. Khung ngang là 52. Khung gót từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này. Đến tầm 1m72 không có đi vừa được. Cái 9 tầng lip. Phủ đề của Siro Soda lên lip. Vâng, chuyển động rất tốt. Đến tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng của Brew. Chuyển đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Java Siluro, chiếc xe đến từ thương hiệu của Ý. Chiếc xe được trang bị cùng nhôm và carbon và bộ phụ khí động học đẹp, rất là đẹp các nhé. Được trang bị cùng group của Sora. Xe được bán tại GM mức giá là 9,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc với Vinfast chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn có thể nhắn tin Zalo 0975 7493 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe lên YouTube cho dẫn kia xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về chiếc xe đạp có tại GM. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn theo dõi video.